Xung đột Nga-Ukraine đang ở bờ vực nguy hiểm khi chiến sự có thể lan rộng và vượt tầm kiểm soát của các bên. Đáp trả những bước leo thang của phương Tây, Điện Kremlin tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết, sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối thủ. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nói rằng việc các quốc gia phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và để cho Ukraine sử dụng vũ khí này để tấn công vào lãnh thổ Nga là một bước đi nguy hiểm, có thể thúc đẩy Nga hồi đáp bằng cách làm tương tự với các mục tiêu của chính phương Tây. Tổng thống Putin phát biểu tại buổi họp báo ở St. Petersburg vào ngày 5 tháng 6. Nếu ai đó nghĩ rằng có thể gửi những vũ khí như vậy tới vùng chiến sự để đánh vào lãnh thổ chúng tôi, gây ra vấn đề cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại không có quyền gửi vũ khí cùng chủng loại tới những khu vực trên thế giới này, nơi người ta có thể thực hiện tấn công vào các mục tiêu nhạy cảm của các nước chống lại Nga? Hiện chưa rõ ông Putin sẽ bố trí vũ khí Nga ở những khu vực nào bên ngoài lãnh thổ nước này. Trong xung đột với Ukraine, vũ khí bao gồm cả vũ khí hạt nhân và binh sĩ Nga đã được triển khai tại Belarus, đất nước nằm sát châu Âu hơn cả Nga. Nga cũng triển khai vũ khí ở vùng lãnh thổ bao bọc Kaliningrad của mình tại khu vực biển Baltic. Bên cạnh đó, Nga cũng có lực lượng quân sự đóng tại Syria gần các căn cứ của Mỹ. Cuộc gặp gỡ báo chí lần này của ông Putin có sự tham gia của biên tập viên cao cấp thuộc ít nhất 15 hãng thông tấn trên thế giới. Những vị này được mời gặp ông Putin bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg. Trong số đó, có đại diện của các hãng thông tấn phương Tây như AP, Reuters, AFP. Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng, đại diện của các nước không thân thiện với Nga cũng được mời do một điều quan trọng là họ cần biết Putin và hiểu nước Nga. Trong buổi họp báo nói trên, Tổng thống Putin nêu đích danh nước Đức khi ông phê phán các nước phương Tây. Theo ông Putin, Đức đã giáng đòn đầu tiên vào quan hệ song phương giữa hai nước khi cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Nhưng việc Đức cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Đức để đánh vào lãnh thổ Nga thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Ông Putin cho rằng, động thái thứ hai này của Đức đang phá hủy hoàn toàn quan hệ Nga-Đức. Trước đó, Đức tuyên bố Ukraine có thể tự do sử dụng vũ khí tầm xa do Đức sản xuất và cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Còn Ngoại trưởng Anh Cameron tuyên bố Ukraine có thể tùy ý quyết định cách sử dụng vũ khí Anh trong xung đột với Nga. Ông Cameron khẳng định Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Nga. Về phía Mỹ, sau nhiều lần đắn đo, Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây cũng đã cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí do Mỹ cung cấp để đánh vào bên trong nước Nga, nhưng với điều kiện chỉ được triển khai ở gần khu vực Kharkov. Ngày 6 tháng 6, trả lời đài ABC News, Tổng thống Joe Biden kiên quyết nói rằng Ukraine không được dùng vũ khí mà Washington tài trợ để tấn công thủ đô Moscow hoặc Điện Kremlin. Ông nói, Ukraine chỉ được sử dụng những vũ khí mà chúng tôi gửi đến nước này để tấn công vào tối đa 321 km sâu bên trong lãnh thổ nước Nga, cũng như không được tấn công thủ đô Moscow và Điện Kremlin. Truyền thông Nga cho rằng khu vực mà Ukraine có thể tấn công bằng vũ khí nhận được từ Washington mà Tổng thống Biden nhắc đến trong bài phát biểu là vùng Belgorod, giáp vùng Kharkov của Nga. Cũng trong cuộc phỏng vấn nêu trên, phóng viên đài ABC News đã hỏi Tổng thống Mỹ về bình luận của Tổng thống Nga cho rằng việc phương Tây gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine là động thái đánh dấu các nước này bước vào cuộc chiến với Moscow. Đáp trả bình luận của ông Putin, ông Biden khẳng định Mỹ và các đồng minh phương Tây gửi vũ khí tầm xa đến Kiev nhằm hỗ trợ nước này tự vệ trước những cuộc tấn công được phát động bên trong lãnh thổ Nga nhắm vào khu vực Kharkov miền đông Ukraine. Đối thủ của ông Biden, ông Donald Trump, khi nói chuyện với người dẫn chương trình Fox News ngày 5 tháng 6 cảnh báo rằng chúng ta có nguy cơ bước vào chiến tranh thế giới thứ ba vì nhà lãnh đạo của chúng ta. Nhận xét được đưa ra sau khi người dẫn chương trình Hannity cho rằng ông Biden đang trong tình trạng suy sụp tinh thần. Chiếu một số đoạn clip cho thấy Tổng thống Mỹ tỏ ra mất tập trung hoặc lúng túng trong lời nói khi xuất hiện trước công chúng. Ông Hannity và ông Trump lúc đó đang thảo luận về một báo cáo đăng tải trên tờ Wall Street Journal vào ngày 4 tháng 6, trong đó viết rằng Tổng thống đương nhiệm đang có dấu hiệu trượt dốc sau cánh cửa đóng kín. Ông Trump cho rằng không giống như các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, ông Biden không dẫn đầu trò chơi của mình và chưa bao giờ là người sáng giá nhất trong số các chính trị gia Mỹ, ngay cả khi ông còn trẻ. Ông cảnh báo rằng đây hiện là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước Mỹ, đồng thời trích dẫn khả năng hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Ông cảnh báo, trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột hạt nhân, sẽ không có gì quan trọng vì thực tế sẽ không còn gì ở đây nữa. Đó là sự xóa sổ. Có lẽ thế giới sẽ bị xóa sổ và chúng ta có một người đàn ông thậm chí không có khả năng thảo luận về vấn đề đó. Ông Trump chỉ ra
cuộc xung đột Ukraine là nguồn cơn gây nguy hiểm lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bàn về vũ khí hạt nhân. Như vậy, từ xe tăng Leopard đến tên lửa tầm xa tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, đó là những lằn ranh đỏ mà Ukraine đã vượt qua. Vậy, còn những ranh giới còn tồn tại thì sao? Mối quan hệ giữa Ukraine và các đồng minh NATO của nước này đang đi theo một mô hình giằng co nhiều khi khiến Kiev tuyệt vọng. Kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, những hạn chế do các cường quốc thuộc liên minh áp đặt trong lĩnh vực quân sự vì lo sợ leo thang chiến tranh bên ngoài Ukraine đã được chính phủ của Tổng thống Zelensky lần lượt khắc phục. Một quyết định quan trọng, từ việc chuyển giao xe tăng Leopard của Đức cho đến máy bay chiến đấu F-16 đều phải trải qua các cuộc đàm phán kéo dài. Dưới đây, một trong những lằn ranh đỏ lớn tồn tại kể từ khi phương Tây bắt đầu hỗ trợ cho Kiev đã bị xóa bỏ. Đó là việc sử dụng vũ khí NATO chống lại các mục tiêu quân sự trên đất Nga. Cuộc tấn công của Nga phát động vào ngày 10 tháng 5 ở hướng Kharkov một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của Ukraine trong việc sử dụng tên lửa và pháo binh do NATO cung cấp để chống lại các mục tiêu ở bên kia biên giới. Điện Kremlin tập trung pháo binh, hệ thống tên lửa, các đơn vị không quân và thiết bị bay không người lái hoạt động chống Ukraine tại Belgorod của Nga, giáp với phía bắc Kharkov. Từ đầu tháng 5, Kiev đã thúc ép đối tác của mình mạnh mẽ hơn về cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Sau những lời từ chối kiên quyết, hàng loạt thông điệp ủng hộ đã được phát đi từ các cường quốc như Pháp, Đức và cuối cùng là từ Mỹ. Báo chí Mỹ và Ukraine đưa tin Tổng thống Joe Biden đã bí mật cho phép pháo binh, hệ thống phòng không và tên lửa tầm trung do Washington cung cấp được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga bên kia biên giới, từ các tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận quyết định này vào ngày 31 tháng 5 tại cuộc họp báo của lãnh đạo NATO tổ chức ở Praha, Cộng hòa Séc. Sự thay đổi quan điểm của Mỹ diễn ra rất từ từ nhưng đã đạt được động lực do những thiệt hại với Ukraine từ việc Quốc hội Mỹ trì hoãn gia hạn viện trợ quân sự đã trở nên rõ ràng. Chìa khóa của sự thay đổi là chuyến thăm của ông Blinken tới Kiev 2 tuần trước. Trong đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có thể trực tiếp chứng kiến nhu cầu quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, khi Mỹ tăng tốc sản xuất đạn dược để gửi đến Kiev và tìm cách tăng tốc độ cung cấp vũ khí, Tổng thống Biden vẫn tiếp tục cấm Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Điều này đặt ra một rào cản lớn mà Kiev cố gắng vượt qua. Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố rằng Moscow đang tập trung hàng nghìn binh sĩ cách biên giới 90 km để tăng gấp đôi áp lực lên mặt trận Kharkov. Một đại tá trong quân đội Ukraine, Petro Chernyk, nói rằng cách duy nhất để đánh vào nơi tập trung quân này chính là bằng tên lửa ATACMS chứa đầy bom chùm. Khi được hỏi về điều này ở Praha, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng chính phủ của ông sẽ thích ứng và điều chỉnh quan điểm của mình nếu cần thiết. Mỗi lần phương Tây bật đèn xanh ủng hộ Ukraine đều đi kèm với những lời cảnh báo từ Moscow. Tổng thống Nga ngày 29 tháng 5 cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu NATO sử dụng tên lửa chống lại Nga. Ở châu Âu, đặc biệt là các nước nhỏ, họ nên nhận thức rõ mình đang chơi trò gì, ông Putin nói. Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine Mykola Belyaskov nói, các mối đe dọa hạt nhân của Nga đã làm trì hoãn và hạn chế viện trợ quan trọng cho Ukraine. Một ví dụ là việc Berlin cấp phép chuyển giao xe tăng Leopard cho quân đội Ukraine vào tháng 1 năm 2023. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong nhiều tuần trước đó đã từ chối cung cấp những chiếc xe bọc thép này, với lý do đó là một hành động khiêu khích với Nga. Ông Scholz tiếp tục loại trừ việc gửi tên lửa tầm xa Taurus của Đức tới Ukraine vì sợ xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, mặc dù các quốc gia khác cuối cùng đã cung cấp chúng sau hơn một năm Kiev yêu cầu. Anh và Pháp cũng đã cung cấp tên lửa Storm Shadow của họ, và Mỹ kể từ mùa xuân năm nay đã cung cấp ATACMS. Tổng thống Ukraine nói với hãng tin Reuters vào ngày 20 tháng 5, mọi quyết định mà chúng tôi, sau đó là tất cả mọi người cùng nhau đưa ra đều bị trễ khoảng một năm. Một trường hợp điển hình là máy bay chiến đấu F-16 là sản phẩm của Mỹ, nên việc giao những chiếc máy bay này cần có sự cho phép trước của Washington. Trong gần một năm, việc chuyển giao F-16 đã bị từ chối với lý do việc đào tạo phi công gặp khó khăn, sự phức tạp trong việc cung cấp linh kiện và khả năng không quân Ukraine sẽ sử dụng chúng để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Biden cuối cùng đã chấp thuận để F-16 tới Ukraine vào tháng 8 năm 2023. 6 chiếc máy bay đầu tiên do Đan Mạch tài trợ dự kiến sẽ tham gia chiến đấu vào mùa hè 2024. Việc chuyển giao 90 chiếc F-16 mà Ukraine sẽ nhận từ Đan Mạch, Bỉ, Na Uy và Hà Lan sẽ rất quan trọng trong việc phòng thủ của Ukraine. Nhưng cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã thừa nhận vào tháng 11 năm 2023 rằng
Những chiếc máy bay này sẽ được chuyển giao muộn ít nhất một năm. Và đáng tiếc, trong khi đó, Nga đã có đủ thời gian thiết lập một mạng lưới hệ thống phòng không hùng mạnh trên chiến trường. Ukraine cũng đang thử thách các giới hạn khác của đồng minh. Xe bộ binh bọc thép do Mỹ và Ba Lan cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga vào tháng 5 năm 2023 bởi các nhóm bán quân sự Nga phản đối Putin. Trong chiến dịch do cơ quan tình báo Ukraine điều phối này, súng trường tấn công của Mỹ và Séc cũng như tên lửa chống tăng của Thụy Điển cũng được sử dụng. Điều này gây ra sự bất an với chính phủ các quốc gia nói trên. Nhưng xích mích còn xảy ra nhiều hơn với việc sử dụng tên lửa phòng không Patriot của Mỹ do Đức tài trợ để bắn hạ máy bay Nga trên lãnh thổ đối phương. Tờ báo Đức Bild cho biết, Berlin và Washington đã đe dọa sẽ ngừng cung cấp thêm hệ thống Patriot. Bên cạnh đó, có những lằn ranh đỏ của Mỹ cũng đã biến mất do sự bất tuân của Kiev. Cơ quan tình báo Ukraine đã liên tiếp tấn công các cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga bằng drone mang bom kể từ tháng 1. Cuộc tấn công này ngày càng gia tăng bất chấp chính phủ Mỹ công khai và riêng tư yêu cầu Kiev dừng lại vì nó gây nguy hiểm cho sự ổn định của giá nhiên liệu toàn cầu. Vào những tháng đầu năm 2022, ông Biden cũng phản đối tương tự việc Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea. Nhưng lập trường của ông đã thay đổi vào tháng 8 năm đó sau khi Mỹ một lần nữa phát hiện ra rằng quân đội Ukraine vẫn đang làm như vậy mà không cần tới sự cho phép từ Washington. Bây giờ, ngay cả tên lửa ATACMS cũng đang được phóng tới Crimea. Như trong cuộc tấn công vào một chiếc phà ở eo biển Kerch ngày 30 tháng 5 bằng một trong những tên lửa này. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tính đến việc tiếp tục thử thách các giới hạn khác của đồng minh. Đó là yêu cầu máy bay của lực lượng phòng không NATO xuất phát từ Ba Lan và Romania đánh chặn tên lửa và UAV của Nga. Các nhà phân tích cho rằng Ukraine muốn thấy các lằn ranh đỏ được xóa bỏ, chẳng hạn như việc nhận được thông tin tình báo của Mỹ về các vị trí mục tiêu quân sự trên đất Nga, điều mà Nhà Trắng từ chối cung cấp, hoặc việc binh sĩ NATO tham gia hoạt động tại Ukraine như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề xuất. Nhưng rào cản quan trọng nhất sẽ vẫn là Ukraine chưa phải là một phần của NATO. Chuyên gia Mykola Bielskov nói, chừng nào điều này là không thể thì sẽ luôn có những ranh giới đỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.